Khi mà xây dựng một cái căn nhà trong một cái năm mới thì thông thường ấy là anh chị và các bạn hay 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 căn cứ vào cái tuổi của mình để mà xem là mình có làm được nhà hay không. Thì cái điều này về đạo hay là về mặt logic hay là về mặt nguyên lý nó không đúng nguyên tắc. Nguyên tắc của phong thủy nó tuân theo một quy tắc rất là quan trọng, đó là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Thế nào người ta gọi là nhân pháp địa? Nhân pháp địa tức là con người thì theo phép đất, đất thì theo phép trời, trời thì theo phép đạo, mà đạo thì theo phép cách thức vận hành của tự nhiên. Cho nên là khi anh chị làm nhà trên đất thì con người nó phải tuân theo cái quy tắc, hay có tuân theo cái thế đất, tuân theo cái mạch đất, tuân theo cái bố cục địa hình của cái thế đất. Cho nên khi mà xây căn nhà thì chúng ta cần phải quan tâm xem là cái việc mà lập hướng tại đó để xây dựng căn nhà có được không. Anh chị sẽ thấy rằng là nhà ở thành phố thì nó có một hướng đấy thôi, ví dụ như là nhà liền kề, nhà ống nó có một hướng đấy thôi. Thế thì tại sao thầy lại nói là lập hướng? Thì tôi đúng là tôi nói là lập hướng là như vậy. Lý do như sau. Cái căn nhà ở thành phố thì nó đã có hướng cố định. Vậy anh chị không thay đổi được hướng đúng không? Đúng không ạ? Thế thì làm sao để tuân theo phép đất? Vậy thì chọn thời của hướng. Tôi nhắc lại cụm từ tôi nói là cần phải chọn thời của hướng. Tức là chúng ta phải chọn thời điểm để mà lập hay làm cái hướng đó để cho căn nhà vượng khí. Cho nên người ta bảo làm nhà tức là 1 năm làm nhà, 3 năm mở cổng, hay là phải chờ lúc nào mạch mở, lúc nào huyệt cát, lúc phải long vượng thì lúc đấy mới là cái lúc mà chúng ta có thể tiến hành làm nhà được. Còn nếu tất cả điều đấy chưa phải thì làm sao mà có thể vượng được. Nôm na là nếu đẻ đứa con vào thời chiến thì chắc chắn nó sẽ vất vả, nếu đẻ đứa con vào thời kỳ đất nước thịnh vượng, thời bình thịnh trị thì cuộc sống nó sẽ đơn giản hơn, nó sẽ không vất vả, nó sẽ cực kỳ hạnh phúc. Mình hiểu nôm na cái vấn đề nó hiểu hiểu chính xác nó là như vậy. Nên là người thì theo phép đất, vì đã bởi vì đất nó theo đất phải theo phép trời, tức là cái vận khí của đất nó phải theo cái vận khí của đất trời, của trời đây là gì, là của vũ trụ, của kim mộc thủy hỏa thổ tinh, của nhật nguyệt, của mặt trăng mặt trời, đúng không ạ? Với cái năm này kim mộc thủy hỏa thổ tinh nhật nguyệt nó nằm ở vị trí này, sang cái năm sau kim mộc hỏa thủy thổ tinh nó nằm ở vị trí khác, sang 1 năm sau nữa nó lại khác nữa. Thế thì bằng cái việc mà dịch chuyển các thiên tinh trong vũ trụ thì người ta sẽ quyết định xem là cái thời điểm lập hướng. Trong địa đạo diễn ca của thầy Tà Ao có nói rằng là như là tại thiên chiếu huyệt, đúng không ạ? Tại thiên chiếu huyệt tức là bằng cái phương pháp tầm long. Tầm long nó có một phương pháp nữa là không phải là chỉ nhìn cái mạch đất, mà phương pháp ở đây nữa là nhìn thiên tinh, nhìn trăng, nhìn sao, nhìn các nhật nguyệt tinh tú để mà định cục hay là định cái huyệt ở dưới đó xem là nó có vượng hay không vượng, tức là anh chị gọi là chiêm tinh hay còn gọi là xem sao. Cho nên là người theo phép đất, nên là khi mà chúng ta làm nhà thì phải hỏi là đất năm nay hướng đó có vượng để xây không, chứ không thể hỏi tuổi người ta xem được. Còn nếu như mà anh chị mà muốn nói đến nhân, tức là như này, người đó, cái trạch chủ đó năm nay có động thổ được hay không, hay là người đó, trạch chủ đó năm nay có nên động thổ hay không, vậy nên hay không nên, thì trong sách Sùng Chính Biện Mậu Vĩnh Các Thông Thư cũng đã nói rồi, nên hay không nên, nên hay không nên, thì ở đây đó là gì, nên hay không nên là gì, nên hay không nên, nó có hai bàn tay, nó có hai thôi, tức là sử dụng cái bàn tay hoang ốc. Chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa hạn tam tai, hạn hoang ốc và hạn kim lâu vào trong cái việc làm nhà. Cái kim lâu nó chỉ phục vụ cho cái việc là vợ lấy chồng, tức là vợ lấy chồng và chồng lấy vợ, tức là chỉ phục vụ cho việc chọn vợ chọn chồng, chọn ngày tháng năm và thời điểm để kết hôn, chứ không liên quan đến cái việc anh chị xây nhà mới, động thổ hay xây dựng. Còn tam tai cũng càng không liên quan một chút nào đến cái việc xây dựng nhà cửa mới. Mà tôi còn khuyên là đến cái năm tam tai cứ đi xây nhà mà là còn tốt,
vì tam tai đến hạn đúng không, hạn thì mất tiền đúng không, hạn thì ảnh hưởng công việc đúng không, ảnh hưởng mất tiền gì, xây nhà thì mất tiền, nhưng mất tiền nghĩa được nhà, còn hơn là mất tiền chả được cái gì, còn hơn mất tiền là chả được cái gì. Cho nên thành ra là câu chuyện ở đây là tam tai hay hoang ốc không phải là cái câu chuyện liên quan đến việc xây dựng hay là cái việc làm nhà. Mà nếu như mà nhân gian trong sùng chính biên độ hay gọi là sách thông thư có nói rằng là cái hạn tam tai, cái hạn hoang ốc là cái hạn mà tránh làm nhà, thì câu quy tắc như sau. Ở vào hoang ốc thì chúng ta nhìn thấy này, nó có ba cái yếu tố mà chúng ta không 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 có làm được nhà trong một năm, đúng không ạ? Người ta không có làm được nhà trong năm, tức là nhất kiết nhị nghi tam địa sát tứ tấn tài năm thọ tử và lục hoang ốc, đúng không? Thì người ta không làm nhà vào những cái thời điểm, những cái tuổi mà nó có là hoang ốc hoặc là địa sát hoặc là thọ tử. Như vậy trên bàn tay nó có 6 đốt, đúng không ạ? Thì thằng hoang ốc nằm đây, thằng thọ tử nằm đây, thằng địa sát nằm đây. Như vậy còn ba ông làm được, đúng không ạ? Như vậy tỷ lệ của anh chị là 50-50. Tôi đang nói về mặt logic khoa học thôi. Tức là chỗ này chúng ta gọi là 50-50. Như vậy thì 50-50 là 50% số tuổi làm được và 50% số tuổi không làm được. À, đúng không ạ? Anh chị gọi là không làm được, nhưng tôi gọi là 50% số tuổi nên động thổ hoặc 50% tuổi không nên động thổ. Anh chị hiểu không ạ? Anh chị hiểu không ạ? Cho nên thành ra là nên động thổ hoặc là không nên động thổ. Cho nên thành ra là tính tỷ lệ 50% như vậy thì những tuổi đấy không nên động thổ, còn làm được nhà hay không là nó căn cứ vào tọa hướng của trạch đất chứ không phải là căn cứ vào cái tuổi của anh chị. Mà tuổi của anh chị nó chỉ giải quyết được rằng là anh chị có nên đứng ra động thổ hay không mà thôi.